Theo giới chức thành phố Fundación, chỉ có 18 người, trong đó có một số người lớn sống sót. Sau khi vụ cháy xảy ra ở thành phố này, vốn cách thủ đô Bogota khoảng 750 km về phía bắc. Ước tính có khoảng 50 người trên xe buýt, hầu hết trong số đó là học sinh chưa đủ 14 tuổi, đang trên đường trở về nhà sau khi tham dự một buổi lễ tại nhà thờ Kitô giáo địa phương. Tuy nhiên, số người chết có thể còn chưa dừng lại vì thông tin về hành khách có mặt trên chuyến xe chưa được kiểm chứng rõ ràng. Tôi nhìn thấy các nạn nhân la hét, vẫy vùng trong ngọn lửa nhưng không thể làm gì được vì sợ chiếc xe phát nổ bất cứ lúc nào. Khung cảnh không khác nào địa ngục. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đã bắt đầu điều tra về nguyên nhân gây cháy. Những thông tin sơ bộ cho thấy, chiếc xe buýt được thiết kế để chuyên chở tối đa 38 người, trong khi lúc gặp nạn, số người trên xe có thể là khoảng 50. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos hiện đang có các hoạt động vận động tranh cử trước cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đã tuyên bố ông sẽ lên đường đến Fundación để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy xe buýt nói trên.